Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Phụ cô giáo xin mua laptop, lập tổ công tác động viên tinh thần cô Trương Phương Hạnh. Sáng nay, mùng 1 tháng 10, ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông tin về vụ việc cô giáo xin phụ huynh mua laptop ở trường tiểu học Trương Dương. Theo ông Long, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 1 đã thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở trường tiểu học Trương Dương là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm, công khai, minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương thống nhất cử cô Đinh Thị Kim Thoa, Phó hiệu trưởng trường sẽ thay thế cô Trương Phương Hạnh, phụ trách việc giảng dạy các em học sinh lớp 4/3 ngay vào sáng nay. Cô Thoa từng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, được giấy khen các cấp. Ngay trong chiều 30 tháng 9, cô Thoa đã chủ động tham gia tương tác với nhóm phụ huynh của lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định phân công cô Thoa đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4/3 ngay trong chiều 30 tháng 9. Ông Long nói, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục đào tạo, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, ban tra nhân dân đến tiếp xúc động viên cô Hạnh ngay trong tối 30 tháng 9. Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đề nghị cô Hạnh tường trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội, nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Động viên ở đây nên được hiểu là trong cuộc sống hay công việc, có những quyết định ở thời điểm đấy nóng vội. Chính vì vậy, tổ công tác đến tìm hiểu tình cảm, tư tưởng của cô Hạnh. Ông Long nói rõ, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1 cũng nói rằng, sau vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã giao phòng tài chính, phòng giáo dục, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu việc kiểm tra thu, chi đầu năm học của các trường trên địa bàn. Sau sự việc này, thời gian sắp tới, tôi sẽ chỉ đạo phân công nhân sự theo dõi chia sẻ, nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh, ông Long nhấn mạnh. Cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, khối trưởng khối 4, trường tiểu học Trương Dương bị hơn 20 phụ huynh lớp 4/3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trưởng xin đổi chủ nhiệm. Lý do là cô đề nghị phụ huynh ủng hộ mua laptop, nhưng khi có ý kiến không đồng ý thì không soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Cụ thể, trong buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 4/3 diễn ra ngày 14 tháng 9, cô Hạnh đề nghị phụ huynh hỗ trợ một laptop trị giá 4-5 triệu đồng, máy in tài liệu và hỗ trợ cô bảo mẫu của lớp 300.000 đồng một tháng. Lúc đó, phụ huynh có ý kiến cho rằng máy in đã được trang bị từ lớp 3, cô giáo nên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm cũ để xin lại cho lớp. Phụ huynh tính toán rằng, với chiếc laptop trị giá 5-6 triệu đồng, mỗi người sẽ phải đóng góp từ 200-300.000 đồng. Tuy nhiên, vì còn góp vào việc khác, phụ huynh phải đóng 500.000 đồng một người. Có 29 phụ huynh đã đóng tiền, tổng cộng 14,5 triệu đồng. Cô Hạnh đưa bảo mẫu 300.000 đồng, đóng quỹ khuyến học 500.000 đồng, giữ 13,7 triệu đồng. Nữ giáo viên này nói xin thêm 6 triệu đồng từ số tiền này để mua laptop trị giá 11 triệu đồng. 5 triệu còn lại cô tự bỏ ra và muốn có cái laptop này là của riêng cô. Ngày hôm qua, chia sẻ với Vietnamnet, nữ giáo viên nói xin tiền phụ huynh mua laptop vì nghĩ đấy là xã hội hóa giáo dục. Cô còn bị phụ huynh phản ánh lên hiệu trưởng vì không nhận tiền mua laptop, còn nếu nhận của phụ huynh thì mọi chuyện đã không xảy ra. Ngày hôm qua, cô giáo Trương Phương Hạnh còn bị tố bán đồ ăn trong lớp cho học sinh. Hơn 20 phụ huynh lớp 4/3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trưởng trường này rằng qua lời kể vô tư của con, cô Hạnh bán đồ ăn uống như xúc xích, mì gói, nước ngọt trong lớp. Học sinh vừa học bài vừa ăn, hay có lúc cô mở YouTube, học sinh ngồi dưới làm bài, còn cô thì ngồi trên ăn. Trả lời phỏng vấn Vietnamnet về vấn đề này, cô Hạnh cho hay nhà cô ở xa trường nên có những lúc đến trường chưa ăn sáng. Vì vậy, cô luôn thủ sẵn mấy gói mì để hôm nào không kịp ăn sáng thì vào trường nấu ăn. Học sinh đấy vậy cũng lên nói, cô ơi con đói quá, cô nấu cho con gói mì, một hộp mì và một cây xúc xích là 20.000 đồng. Học sinh có tiền thì trả, còn không có thì thôi. Có nhiều phụ huynh đưa con tới trường lúc 6 giờ 30 sáng chưa ăn gì, thì lúc đó cô trò cùng ăn. Phần đồ ăn là tôi trang bị cho mình. Các con muốn thì tôi nấu cho các con ăn, còn các con có tiền thì trả cho tôi, còn không thì thôi. Có những bạn không có, tôi cũng cho. Cô Hạnh chia sẻ. Chiều ngày 28 tháng 9, ông Võ Cao Long, trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 cho biết, trường tiểu học Trương Dương đã tạm thời dừng việc đứng lớp với cô TPH,
giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, liên quan đến phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên này xin phụ huynh hỗ trợ mua máy tính. Theo ông Long, sáng ngày 28 tháng 9, phòng đã có buổi làm việc cùng trường và giáo viên này. Theo đó, toàn bộ số tiền phụ huynh đóng góp đã được hoàn trả cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thực hiện đúng quy định về hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Trường đã bố trí giáo viên khác để dạy lớp 4/3, tạo sự yên tâm cho phụ huynh. Sự việc xảy ra trong buổi họp mặt cha mẹ học sinh ngày 14 tháng 9. Cô TPH, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, ngỏ ý mong muốn phụ huynh ủng hộ tiền để cô mua máy tính cá nhân vì máy tính của cô vừa bị mất. Phụ huynh có trao đổi và đưa ra mức hỗ trợ cô là 5-6 triệu đồng một chiếc bằng hình thức đóng góp nhưng không cào bằng ép buộc tất cả mọi người phải đóng. Sau đó, cô H trao đổi thông tin về giá của máy tính trên nhóm Zalo và nhắn với phụ huynh sẽ lấy chiếc máy trị giá 11 triệu vì tải dữ liệu nhanh. Ngày 16 tháng 9, cô H tiếp tục nhắn tin tới phụ huynh trong lớp 4/3 với nội dung đề cập đến ngày 14 tháng 9 có xin phụ huynh hỗ trợ laptop khoảng từ 5-6 triệu đồng, nhưng cô đã mua máy 11 triệu đồng. Giáo viên này đề xuất bù vào 5 triệu đồng và laptop này là của mình. Cô H cũng hỏi phụ huynh có đồng ý không, kèm việc tạo cuộc bình chọn trên nhóm. Sau đó, giáo viên này nhắn tin cho biết có 26 phụ huynh đồng ý, 3 phụ huynh không đồng ý, 9 phụ huynh không ý kiến. Kèm theo đó là lời nhắn đã có phụ huynh không đồng ý nên cô sẽ không nhận. Cô tự mua và tự sử dụng. Đến ngày 17 tháng 9, ngoài việc nhắn với phụ huynh thông báo cô không nhận hỗ trợ của phụ huynh, giáo viên này còn đề cập việc không soạn đề cương ôn tập cho học sinh, phụ huynh tự ôn tập cho con. Tại buổi họp phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường ngày 24 tháng 9, giáo viên này đã nhận sai khi vận động phụ huynh trang bị cho cá nhân máy laptop và giữ tiền quỹ lớp. Cô H cũng xin lỗi lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh lớp 4/3 và hứa sẽ sửa chữa lỗi đã gây ra. Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương cũng đã gửi lời xin lỗi phụ huynh học sinh về sự việc này. Nhà trường cũng nhấn mạnh về việc ban đại diện cha mẹ học sinh nên giữ và có kế hoạch chi rõ ràng. Quỹ chỉ được chi cho học sinh, không chi cho giáo viên. Tài sản mua sắm thuộc tài sản chung của lớp. Cũng tại buổi làm việc, 25/7 phụ huynh đã ký đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyển lớp cho con. Về việc điều chuyển cô H, đại diện ban giám hiệu cho rằng phương án điều chuyển hay chọn giáo viên thỉnh giảng sẽ không thực hiện được vì không có kinh phí. Phương án khác đã được đưa ra là chia lớp 4/3 sang 3 lớp còn lại. Trong thời gian chờ nhà trường sắp xếp, lớp 4/3 vẫn sẽ học bình thường.